Tuyết như thế này thì ai mà nỡ đeo vào tay nhỉ? Bởi vì là khi mà đeo vào tay xong ấy thì cái tuyết này nó dính hết lên trên bàn tay này. Đấy, mà sau khi mà dính xong thì nó cứ thơm suốt cả ngày. Thì lại cũng không khác gì là mình xịt nước hoa. Thế thành ra là cũng có khi là nhiều người lăn tăn không dám đeo. Nhưng mà thực tế thì các bạn cũng có thể đeo được cái vòng 12 ly mà cái loại hoàng đàn gọi là xịn sò nhất như này. Bởi vì là nếu như cái lượng tuyết này nó hết đi ấy, thì các bạn chỉ cần là thả nó vào trong lọ. Đó, cho lại vào trong lọ thủy tinh 1-2 ngày thôi. Thì cái lượng tinh dầu ở trong cái vòng này nó lại bắt đầu ra rất là nhiều. Bởi vì giới thiệu với các bạn này, đây là cái phôi vòng hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, nó đạt được 3 điều quan trọng nhất. Đó là thứ nhất là phôi gỗ rất là già, thứ hai là nó có thể là thấu quang, và thứ ba là nó kết ra một cái lượng tuyết rất là nhiều. Đây là thấu quang này các bạn này, thấu quang này, thấu quang này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sự thấu quang chưa? Thấy cái độ thấu quang trên từng cái phôi vòng chưa? Đó, và cái lớp tuyết này, tuyết này thì có mà giống như là tuyết ở trên dãy Himalaya đúng không các bạn? Đấy, cái lượng tuyết rất là nhiều. Cho nên là nếu như các bạn nào chưa từng trải nghiệm để biết được một cái loại gỗ đặc biệt như này thì hãy trải nghiệm. Và đừng nói đây là mốc nhá. Nếu nói đây là mốc mà chưa trải nghiệm ấy, người ta sẽ cảm thấy là mình chưa có cái kinh nghiệm. Đó, hãy trải nghiệm rồi hãy nói đây là tuyết chứ đừng nói đây là mốc nhá.